Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Bây giờ mời các bạn đến với bản tin tổng hợp. Sự việc được cho là xảy ra vào tối ngày 26 tháng 11 tại Hà Nội. Một nam thanh niên mặc áo low zip nhảy cả hai chân lên yên xe, gù lưng và tăng ga phóng nhanh. Một lúc sau, anh ta lại ngồi xổm trên yên xe, xoay hẳn người sang một bên. Đáng nói là dù ngồi trong tư thế bấp bênh, nam shipper chỉ điều khiển xe máy bằng một tay. Không chỉ thế, anh ta còn lạng lách, đánh võng khi đi qua các đoạn đường đông xe cộ. Vụ việc này đã khiến nhiều người đi đường lúc bấy giờ và cả những người xem được đoạn clip này vô cùng bức xúc. Đề nghị cơ quan chức năng truy tìm, phạt nguội để việc này không tiếp diễn. Hành vi của anh chàng này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn tiềm ẩn rủi ro cho những người tham gia giao thông khác. Theo quy định, anh chàng này sẽ bị xử phạt ít nhất từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường đi bộ. Ngoài ra, còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Trước đó, nhiều trường hợp từng bị công an triệu tập và xử phạt theo quy định của pháp luật với lỗi tương tự sau khi video được lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể là vào tháng 4, một video ghi lại cảnh chạy xe máy liều lĩnh của một nam thanh niên mặc áo xe công nghệ ở khu vực cầu Trà Và. Trong video, anh chàng này còn buông cả hai tay và đứng trên yên xe nhún nhảy dù đang chạy xe với tốc độ cao. Ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy để lại bình luận cho kênh của chúng mình nhé! Sau khi bài tố nam rapper Ati lăng nhăng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, trên trang cá nhân của mình, nam rapper đã sử dụng luôn lời bài hát để đăng trên dòng trạng thái. Đúng là yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi, lỡ đâm đầu vào làm sao tránh được thiệt thòi, vận ngay luôn. Dù không trực tiếp nhắc đến sự việc đang diễn ra, nhưng đa số khán giả cho rằng học trò Binzy đang nói đến chuyện tình cảm bị tố hot hòn hòt của mình. Ngay phía dưới bài đăng này, Binzy bình luận, "Good job em." Trước đó vào ngày 25 tháng 11 trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng loạt tin nhắn được cho là bạn gái cũ tên V của Ati. Cô gái này đã lên tiếng tố cáo nam rapper đã cắm răng mình. Trong thời gian yêu nhau đã qua lại với nhiều cô gái khác. Trong câu chuyện chưa được kiểm chứng này, rapper Ati được cho là có mối quan hệ không rõ ràng với ba cô gái tên V, D và T. Trong bài tố của mình, V phát hiện ra Ati vẫn còn có mối quan hệ yêu đương với D 2 tháng sau khi yêu mình. Tuy nhiên, khi chia tay D, Ati bảo mình phải tập trung lo cho sự nghiệp và muốn cô này chờ mình 2 năm nữa. Ngoài ra, V còn phát hiện ra Ati qua lại với một cô gái khác tên là T. V nói đây chỉ là hai người mà cô vô tình biết được, còn lại bao nhiêu thì cô không biết. Điều đáng nói là những cô gái mà Ti qua lại trong lúc yêu V đều nói với cô rằng họ không biết việc nam rapper đã có người yêu. Ngoài bài post, cô nàng còn đăng ảnh chụp cả đoạn mình nhắn tin với D và cùng phát hiện ra cả hai bị cắm sừng. Tin nhắn của nam rapper hứa hẹn với người yêu cũ cũng được công khai trong bài post này. Thế nhưng lại không có hình ảnh cụ thể để xác nhận danh tính người nhắn nên không ít người tỏ ra thái độ nghi ngờ tính chính xác của câu chuyện. Bài viết được V úp trên story ở Instagram cá nhân và hiện đã để ở chế độ riêng tư. Hiện tại câu chuyện vẫn đang thu hút một lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Song với những điều chưa được kiểm chứng nói trên, chưa ai có thể đánh giá được gì. Ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới cho kênh của chúng mình nhé! Phan Thành là con trai trưởng của đại gia Phan Quang Chất, ông chủ của trung tâm thương mại Sài Gòn Square tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch hội đồng quản trị nhà hàng, công ty cổ phần tiệc cưới. Ngoài ra, bố Phan Thành còn là thành viên hội đồng quản trị của rất nhiều công ty cổ phần sở hữu bất động sản nằm trên những con đường danh giá đắc địa nhất ở Sài Gòn. Chỉ cần nhìn bộ sưu tập xế hộp của Phan Thành là biết khối tài sản của nhà thiếu gia này khủng đến mức nào. Khi chúng ta còn xếp hàng mua vé tháng đi xe buýt thì Phan Thành đã sở hữu dàn xế khủng có trị giá lên đến 100 tỷ đồng. Trong khi khối tài sản mà Phan Thành có thể thừa kế đã lên đến mức khổng lồ, thì Primi Trương lại nổi tiếng là ái nữ xinh đẹp con nhà danh giá với học vấn ấn tượng, loạt danh hiệu dài dằng dẵng. Primi Trương là con gái của hiệu trưởng trường John Robert Power Việt Nam, ngôi trường được mệnh danh chỉ dành cho hội con nhà giàu. Mẹ của Primi Trương còn từng đảm nhiệm vị trí giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô tốt nghiệp ngành thương mại tại Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Hiện tại, cô đang làm việc tại công ty của gia đình. Bên cạnh đó, Primi Trương còn là người mẫu ảnh và beauty blogger. Cô nàng còn từng đạt thành tích trong một số cuộc thi nhan sắc như Top 10 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012, Người đẹp khả ái và Người đẹp ảnh Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2020, Top 15 Người mẫu ảnh và Top 4 Phần thi trang phục biển, Hiệp hội Người mẫu và Tài năng quốc tế năm 2008 tại New York, Mỹ. Là một tiểu thư danh giá nên Primi Trương có cuộc sống sang chảnh, đồ hiệu cùng những chuyến du lịch khắp nơi là điều không thể thiếu với cô nàng.
Mỗi bức ảnh của Remy Trương đăng lên mạng xã hội lại có sự xuất hiện của một hay vài món đồ hiệu trên người. Chỉ cần xem qua thôi cũng đủ thấy, Remy Trương và Phan Thành khi về chung một nhà sẽ sở hữu khối tài sản lớn đến mức nào. Cả hai đều là thiếu gia, tiểu thư con nhà danh giá ở Sài Gòn. Đúng chuẩn câu nói mà cư dân mạng thường nhắc đến, mây tầng nào gặp mây tầng đó. Đây cũng được xem là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, được nhiều người ngóng chờ vì độ giàu có, xa xỉ trong hôn lễ. Ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy bình luận cho kênh của chúng mình nhé! Ngày 22 tháng 11, một số trang mạng xã hội Facebook lan truyền các hình ảnh và video clip của nhóm du khách được cho là trình diễn tại trung tâm chợ Đà Lạt vào buổi tối cuối tuần vừa qua. Theo những video và hình ảnh được ghi lại, có thể nhóm du khách mang tới chợ đêm Đà Lạt loạt trang phục cosplay khá phản cảm, màu sắc sặc sỡ cùng những động tác trình diễn hết sức lố lăng. Sau khi những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, đã có rất nhiều ý kiến phẫn nộ cho rằng những hình ảnh hành vi biến thái này đã làm xấu hình ảnh Đà Lạt. Sáng ngày 23 tháng 11, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, vừa xem lại số hình ảnh và video clip lan truyền trên mạng xã hội, được cho là phản cảm khi một nhóm du khách đến thành phố Đà Lạt diễn những trò nhố nhăng. Bà cho biết đã chuyển những hình ảnh này và thông tin này đến Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt xem xét để có hướng xử lý nhằm mục đích mang lại hình ảnh đẹp, thân thiện khi du khách đến với thành phố mộng mơ và mến khách. Trước đó, tài khoản cá nhân Facebook KN đã đăng tải video có dòng trạng thái Đà Lạt lúc này có những hoạt động biến thái và đã nhận được nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc của mình từ phía người dùng mạng xã hội khác. Nhiều bình luận cho rằng một thành phố du lịch như Đà Lạt không nên có chỗ cho những du khách giở trò nhố nhăng để câu view, câu like như vậy. Ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy để lại cho kênh của chúng mình nhé! Sáng ngày 23 tháng 11, trên mạng xã hội lan truyền một số đoạn clip ghi lại cảnh giằng co của một cô gái với lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động tại khu vực Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào 23 giờ ngày 22 tháng 11 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc khu phố 3, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Các nhân chứng cho biết, thời điểm này có một đôi nam nữ khoảng 25 tuổi đang lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về bến xe miền Đông nhưng không đội mũ bảo hiểm. Khi đến địa điểm, đôi nam nữ bị lực lượng tuần tra cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại khu vực Hàng Xanh phát hiện, yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, khi dừng xe, đôi nam nữ lớn tiếng chống đối, không chấp hành cho cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ và thực hiện đo nồng độ cồn theo quy định. Sau đó, cô gái gọi điện cho người nhà là mẹ của nam thanh niên và một cô gái khác đến hiện trường để gây áp lực với lực lượng chức năng. Lúc này, lực lượng cảnh sát cơ động cũng nhanh chóng có mặt để hỗ trợ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, nam thanh niên chống đối không chấp hành nên bị lực lượng chức năng khống chế. Thấy vậy, hai cô gái lao vào giằng co để giải vây cho nam thanh niên này. Trong quá trình giằng co, một cô gái dùng tay đánh vào đầu một cảnh sát cơ động nên bị đồng chí này quật ngã để khống chế. Toàn bộ sự việc được người dân chứng kiến dùng điện thoại quay clip lại. Theo các nhân chứng, một cô gái còn cắn tay cảnh sát giao thông chảy máu khi giằng co, giải cứu nam thanh niên. Thậm chí, cô gái này còn rút gậy chuyên dụng của cảnh sát cơ động định đánh lại lực lượng chức năng. Trong một clip khác thì cô gái này đứng đôi co với tổ công tác, liên tục nói thả chồng người ta ra, sao lại bắt chồng người ta là sao? Sự việc khiến giao thông tại khu vực này ùn tắc, lực lượng chức năng phải liên tục nhắc nhở người dân tiếp tục di chuyển. Nhận được tin báo, lực lượng công an phường 25 và công an quận Bình Thạnh đã có mặt đưa tất cả 4 người liên quan, gồm 3 phụ nữ, 1 nam về trụ sở để làm việc. Chiều ngày 23 tháng 11, đại diện công an phường 25 xác nhận đang xử lý vụ việc trên. Ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy bình luận cho kênh của chúng mình nhé! Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ VinNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!